thương càng đông bánh kẹo càng dài nha, giống như là tao mắc bạc buổi tối tự nhảy cho sáng đường cái tiếp gì vậy sợ ma. Có lần nữa thấy con cha nó chạy chạy cha chở con của con cha bạn nhóc đứng trên kẹo cha nó nhúng bim 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 lại giả cứ thôi để bó được rồi cái chạy chạy cứ mời cái bực quá chả la bó bó bút cờ nhóc nghe nói vậy mà qua kéo sách lên đi ba nữa. Bạn tôi thấy chạy xe mà kiểu đó chạy xe kiểu sướng mình là phải sướng lúc thường xuyên xảy ra tai nạn, và mỗi lần xảy ra tai nạn là đường là rất là kẹt, mà lúc nào kẹt cũng có mấy anh chạy xe mà cứ bằng khó khăn lắm chạy xe bim 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 bim, mà vừa qua được cái chỗ mà đông kẹt đó rồi bạn tắt máy xuống đứng vô coi mà đông kẹt coi nó đông quá, tôi thấy bạn định chiều chiều đánh ra nạn nhân là ba tao kẹt 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 tôi tao ơi nguyên chỗ lắm chứ. Tại vì người dạy con ở trong trường á thì dạy tụi nó là đèn đỏ thì đứng lại, đèn xanh thì đi, mà cứ qua tới ngã tư ba chở của ba đèn đỏ mà xanh đỏ đẹp lắm con. Con đứng đi ra ngoài đường á thấy con của người ta hơi hụt chứ nhóc mất gì ai về nhà con mình má mày trời ơi nó dễ thương. Em nhớ là cái chuyện mà hù con cho nó ăn, mình ăn ngồi đó tự nhiên đó, có người tới có ăn đi con không ăn đó là chú dành đồ ăn của con đó. Tôi thích ăn cháo nào vậy chị, chị muốn dành phải không cho nó bú đi. Mỗi người mỗi giọng nó có mỗi kiểu tiếng Anh, kiểu người Việt Nam nói chuyện lúc nào có hai sờ you sờ là lại con nước ngoài kiểu như mà kiểu như mà Nga đó thì nói cái ông nghe nó khá là nặng. Hello everybody, I'm from Earth. I just moved to this country, but I never forget the time of this country. Mà nói tiếng Anh hay tiếng Nhật á thì nó giống như vậy nè. Từ bữa tôi coi một phần lồng tiếng Nhật trong phim mình của phim Mai Trọng thì cái cha đó cho cha Agent Smith á cho nói chuyện cái này. Why he sang that song? Why? Why get up good? Why get fighting good? Was it the freedom of the loser? Perhaps a peace? Could it be forever? He looks on Mr. Anderson. Back at the upper set on crying constructing to level. Chữ mà mắt gặp Matrix Excel á là mặt tới đây sự thì tới đây sự thì còn tiếng Hoa mà nói là kiểu đó đó, tiếng Hoa nó hay kiểu đó, còn có là nói tiếng Quảng thì nói giống như là đang chặt cây vậy đó, giúp đồng sáng tiền quét anh có chú biết tiếng Hoa mà kiểu không á thì nói vậy nè. Good morning. How do you do? Do you speak English? Bởi tôi nói cho nó xong mọi người cười bình thường thôi. Cái con anh nó